Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Lương Cầu, hay còn được các bạn thích gọi là kỹ sư hẻm. Hôm nay mình sẽ nói về một vấn đề mà nó ảnh hưởng tới sự an toàn của bạn khi lái xe, mà không hẳn tất cả các bạn đều chú ý tới nó. Điều đó chính là gì? Áp suất lốp xe. Áp suất lốp xe rất là quan trọng với việc vận hành một chiếc xe. Nếu như bạn bơm quá căng thì nó sẽ như thế nào? Bạn lái nó sẽ rất là nhẹ, nhưng mà đồng nghĩa một điều là cái diện tích lốp xe ăn với mặt đường tiếp xúc sẽ ít đi, và điều đó sẽ khiến cho các bạn dễ trượt ngã khi qua những địa hình trơn trượt hoặc là khi đi cua. Còn nếu như áp suất lốp xe mà quá mềm, nó sẽ bị sao? Nó sẽ bị nặng đi, do diện tích bám đường nó quá nhiều, nó sẽ gây nặng. Và ngoài ra, khi chúng ta đi cua thì cái vỏ xe nó sẽ bị ép vào tạo thành cái đường lõm, nó làm cho cái xe mình nó không có mướt và nó bị dở, và nó sẽ gây ảnh hưởng tới sự an toàn của các bạn. Trên tay mình là một dụng cụ đo áp suất lốp xe mà lúc nào mình đi mình cũng mang theo trên mình. Nó rất là gọn nhẹ, nó nhỏ trong lòng bàn tay, nhét đâu cũng được, và giá của nó thì chỉ dưới 100.000 mà thôi, nhưng mà rất là hữu ích. Các bạn có thể sử dụng nó khi nào? Khi các bạn trước khi đi xa, hoặc là mỗi một lần đổ xăng kiểm tra lại cũng không có gì hết, nó cũng rất là nhanh, 5 giây 10 giây là kiểm tra xong, mà nó ảnh hưởng tới an toàn của mình. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào chi tiết sử dụng cái đồng hồ này như thế nào là đúng. Đây, như các bạn sẽ thấy, cái đồng hồ này nó sẽ có hai dãy số, dãy số phía bên ngoài và dãy số phía bên trong. Dãy số phía bên ngoài đơn vị tính của nó là kg trên cm vuông, dãy số bên trong nó sẽ sử dụng là psi, nhưng mà đa phần châu Á của chúng ta là sử dụng dãy số phía bên ngoài, nên đừng có quan tâm phía bên trong đi ha. Ở áp suất lốp xe tiêu chuẩn á, thì thường là xe hai bánh là nó sẽ ở mức 2 kg tới 2,5 kg, và nó còn khác biệt về giữa trước và sau. Với mình á thì mình sẽ xếp cách đơn giản đi, bánh trước của mình sẽ ở mức giữa 2 và 2,5 kg là làm chuẩn, còn bánh sau của mình thì nó sẽ ở mức khoảng 2,5 kg hoặc dưới 2,5 kg, cũng có thể hơn tùy vào bạn chở nặng hoặc là chở nhẹ, chở người ít hoặc nhiều. Đó, thì để mà sử dụng cái thiết bị này á, để đo á, thì rất là đơn giản. Bạn chỉ việc cầm nó cắm vào đầu vòi. Đây, hiện nay cái lốp xe của tôi là tôi mới bơm xong thì nó khoảng 3 kg, nó quá là nhiều, nó quá là dư, nên tôi muốn xả hay sao tôi sẽ lật mặt nó lại. Ở đây cái đầu này nó sẽ có cái đầu xả, thì mình sẽ xả nhẹ nó, xong cái mình đo lại, xong cái mình đo lại ha, cắm vô mình đo lại lần nữa. Thì sau khi mình xả thì đo nó đã về lại 2,5 kg. Đấy, đây là áp suất tiêu chuẩn phía bánh sau của mình hay sử dụng. Còn bánh trước thì mình sẽ chỉnh nó chỉ khoảng cỡ 2,2 kg mà thôi. Đó, vậy là ok. Đây, hy vọng là các bạn sẽ được giúp ích bởi cái video clip này. Chào tạm biệt.